ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Chuyện fans Địch Lệ Nhiệt Ba muốn kết thúc hợp đồng với công ty và fans Ngô Lỗi từng xé nhau. Phim mới, Trường Ca Hành sắp bước vào thời kỳ tuyên truyền rồi, đoàn phim sẽ lấy chuyện này ra tạo đề tài một lần nữa. Dù sao cũng cần chút nhiệt, Ngô Lỗi rất muốn được cùng Nhiệt Ba hợp tác lần 2, còn đề cử một bộ phim cho Nhiệt Ba, nhưng Nhiệt Ba phim hẹn rất nhiều, đoàn đội xem kịch bản xong lập tức từ chối. Movie Set Hòn đạo diễn là Trần Tư Thành, bộ phim này đầu tư cực lớn, đề tài khoa học viễn tưởng quả thực đốt tiền, bản quyền đang nằm trên tay Iki, nhân vật nữ chính là Lâm Vân được xưng là đóa hồng chiến tranh, thiết lập nhân vật cực kỳ tốt. Nhiệt Ba đang có ý ký hợp đồng, cô ấy bây giờ chủ yếu nhận phim đại nữ chủ. Ngụy Đại Huân có thể sẽ hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba. Có một hạng mục đã tìm đến hai người họ rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đóng phim cổ trang cho Tencent. Đây là điều kiện để cô ấy trao đổi tài nguyên với Tencent. Bây giờ cô ấy và Hoàng Cảnh Du rất ít liên hệ với nhau. Gần đây truyền thông xứ Trung đưa tin biên kịch Uông Hải Lâm lên tiếng công kích Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, khi được hỏi nếu đưa kịch bản Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam cho Địch Lệ Nhiệt Ba thì Uông Hải Lâm nghĩ cô hợp với nhân vật nào? Uông Hải Lâm đã lập tức nói, vai người hầu. Phát ngôn này của Uông Hải Lâm nhận phải nhiều ý kiến trái triều từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ dù diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba không ổn, nhưng cũng đang ngày một tiến bộ. Uông Hải Lâm đang quá gay gắt với nữ diễn viên. Đây không phải là lần đầu tiên Uông Hải Lâm tỏ thái độ không thích Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó vào năm 2018, khi Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được cúp nữ thần Kim Ưng và nữ diễn viên nhân khí của năm, Uông Hải Lâm cũng tỏ thái độ chê bai cô. Biên kịch Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam gián tiếp khẳng định mỹ nhân Tân Cương mua giải khi nói, những nghệ sĩ này đâu cần quan tâm đến kịch bản chất lượng, cái họ cần là làm sao để mua giải, làm sao để tăng lưu lượng người xem. Địch Lệ Nhiệt Ba không phải là đối tượng công kích duy nhất bị Uông Hải Lâm công kích, vị biên kịch này từng chê bai Tiêu Chiến, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn. Thế nhưng nữ thần thị phi Trịnh Sảng lại rất được lòng ông. Trịnh Sảng từng đóng nữ chính cùng Ngắm Mưa Sao Băng do Uông Hải Lâm làm biên kịch. Ông cũng nhiều lần khen cô là người chân thật, thẳng thắn, cốt bụng. Những năm gần đây, Uông Hải Lâm là cái gai trong mắt nhiều fan của diễn viên lưu lượng. Ông từng thẳng thắn buông lời, kỳ thị đối với Lộc Hàm vì mang vẻ đẹp phi giới tính, chỉ trích Ngô Diệp Phàm, Dương Mịch, Thái Từ Khôn. Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng ảo, chê Trần Tình Lệnh là tác phẩm, đặc biệt là nam diễn viên Tiêu Chiến, người thường xuyên bị Uông Hải Lâm déo tên từ khi nổi tiếng. Không chỉ nam nghệ sĩ bị vị biên kịch này chê bai về diễn xuất, mà đến fandom của Tiêu Chiến cũng nhiều lần bị Uông Hải Lâm cà khịa và chê bai là ít học. Không biết trong tương lai, có thêm diễn viên nào được biên kịch Uông vinh dự déo tên nữa không đây? Trong đêm Weibo trước đó, Giả Linh ôm Tiêu Chiến nên nhiều người hỏi thăm, tò mò muốn biết họ có thân với nhau không. Thật ra Giả Linh và Tiêu Chiến từng quay show Thanh Xuân Hoàng Du Ký Trung, tuy nhiên vì dính sự kiện 227 nên cảnh của Tiêu Chiến đều bị cắt hết, vì vậy có thể xem như trước đó họ đã từng biết nhau rồi. Tiêu Chiến có cốc series Minh, cậu cũng sẽ làm khách mời một chương trình tống nghệ hàng đầu trên đài truyền hình. Tiêu Chiến có thể nói là người trẻ được các nhãn hàng trong nước săn đón, có nhãn hiệu kem đánh răng, make up đã tuyên, đại ngôn thức uống và đại ngôn trang sức cuối năm sẽ công bố. Tiêu Chiến sẽ tham gia vở kịch Như Mộng Chi Mộng, vai diễn mà Hồ Ca đã thể hiện trước đó. Để có được vai này Tiêu Chiến đã đi thử vai rất nhiều lần, đây là cơ hội rất tốt để trau dồi kỹ năng diễn xuất và lời thoại của anh ấy. Rất ít diễn viên trẻ dám đóng kịch, phải nói rằng Tiêu Chiến thực sự rất coi trọng sự nghiệp diễn xuất của mình. Chu Nhan cuối tháng này khai máy, nam chính Tiêu Chiến còn chưa tới, nữ chính Nhậm Mẫn và nữ phụ Vương Sở Nhiên đã tới rồi. Nam 2 Trương Vân Long, nam 3 Hạng Đống. Từ bộ phim này có thể thấy, nữ 1 Quan Tuyến, nữ 2 Phục Tinh Ảnh Nghiệp, nam 2 Ra Hành, nam 3 Hoang Thụy, mỗi nhà một người. Bộ phim dự định sẽ đổi tên không giữ tên cũ, cũng sẽ ra tăng đất diễn của nam chính, hướng vào đại nam chủ. Ngoài ra Tiêu Chiến sẽ có tạp chí mới, bộ Vương Bài do Tiêu Chiến và Hoàng Cảnh Du hợp tác sẽ chiếu vào quý 3 trên CCTV. Nếu không có gì bất ngờ thì Tiêu Chiến sẽ tham làm khách mời đêm thành đoàn của Các Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2. Quãng thời gian còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, vẫn còn ở Đài Hồ Nam. Đài Hồ Nam tốn nhiều tiền mua về, căn bản sẽ không tùy tiện trả hàng khiến mình thua lỗ. Cao tầng Đài Xoài chỉ hy vọng dựa vào bộ phim này phát sóng mà hồi máu, thời gian tạm định là vào tháng 4. Bộ phim truyền hình quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của Tiêu Chiến và Dương Tử dù đã được quay xong từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa được phát sóng, khiến cho fan hâm mộ hết sức phẫn nộ. Tuy nhiên mới đây đã có tin tức trên mạng rằng toàn bộ tập phim đã bị dò dỉ, nhưng tin tức này vẫn chưa được xác nhận. Hiện tại fan hâm mộ hai nhà đều đang chống lại những tin tức này. cũng không muốn những tin tức này thành sự thật, mong rằng mọi người đừng tin hay lan truyền những tin đồn vô căn cứ, cho dù có dò dỉ thiệt thì cũng có thể chủ động báo cáo lại cho phía trên biết để xử lý. Tất nhiên, sau khi sự việc này nổ ra chắc chắn đã ảnh rất nhiều đến đoàn làm phim, nên một số cư dân mạng đồn đoán rằng bộ phim có thể đã được lên lịch phát sóng trong gần đây, để tránh bị dò dỉ trước ra ngoài. Dù là Tiêu Chiến hay Dương Tử thì cả hai đều là lưu lượng hàng đầu của làng giải trí, với khả năng diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp. Chính vì vậy, sau thông tin hai người hợp tác trong bộ phim, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, đã thu hút rất nhiều sự mong đợi của khán giả. Mặc dù hầu hết fan hâm mộ đều phản đối bản dò dỉ này, nhưng họ không thể ngăn cản tất cả các loại tin tức đáng lo ngoại trên mạng, và cũng không thể ngăn chặn tất cả mọi người không coi bản spoiler nếu bộ phim thật sự bị dò dỉ ra ngoài. Đến bây giờ bộ phim vẫn chưa có động thái sẽ phát sóng, các nền tảng vẫn chưa sắp xếp lịch chiếu phim, đã khiến rất nhiều fan hâm mộ thất vọng. Bộ phim tuy chỉ mới tung trailer, nhưng vẫn được mọi người đánh giá rất cao về hình ảnh, màu sắc phim và poster phim cũng rất đẹp. Có thể nói bộ phim này đã nổi tiếng từ trước khi phát sóng, mọi người đều tin rằng chỉ cần bộ phim được phát sóng, nó sẽ rất thành công và trở thành bộ phim hot, chỉ là còn phụ thuộc vào việc khi nào phim lên sóng mà thôi. Tuy chưa có thông báo chính thức về việc phim lên sóng, nhưng sự cố dò dỉ toàn bộ phim lần này đã làm dấy lên niềm hy vọng của fan hâm mộ, tin rằng ngày phát sóng bộ phim sẽ không còn xa nữa. Tuy nhiên, một số fan hâm mộ đã nói rằng hy vọng mọi người sẽ không tin vào tin đồn và không ủng hộ phim không phải bản gốc, hãy ủng hộ nhiều hơn cho bản gốc của bộ phim. Là khán giả, chúng ta nên tôn trọng sự sáng tạo và công sức bỏ ra của đoàn làm phim cũng như diễn viên. Sau khi Vương Tuấn Khải tốt nghiệp đại học, Bắc Kinh sẽ tiến cử cho cậu làm nhân tài ưu tú để đăng ký hộ khẩu. Thượng Hải cũng đang tranh thủ để Dịch Dương Thiên Tỷ đến Thượng Hải đăng ký hộ khẩu. 2 năm nay địa phương luôn diễn ra đại chiến tranh cướp người. Dịch Dương Thiên Tỷ cực kỳ chú trọng hình tượng của mình. Có một lần ở phim trường vì quá mệt nên chuẩn bị ngáp. Kết quả vì phát hiện có fan quay video mình nên đã không ngáp nữa. Gần đây đối thủ của Dịch Dương Thiên Tỷ vì tranh chấp tài nguyên mà lại đào lại thông tin cậu ấy từng có tình cảm với Châu Đông Vũ. Dịch Dương Thiên Tỷ và Châu Đông Vũ có lẽ mấy năm nữa cũng không hợp tác lại. Trước kia tin đồn của hai người hai bên ai cũng nghĩ là bên kia sao tác nên cãi nhau rất khó coi. Thực ra là do lưu lượng nọ đứng phía sau giở trò. Em của thời niên thiếu của Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỷ được đề cử ở Oscar. Celine rất thích Dịch Dương Thiên Tỷ và đang khảo sát cậu ấy. Những người đại diện trước đó của thương hiệu này đều là siêu sao đẳng cấp thế giới. Tài nguyên của TFBoys trùng nhau rất nhiều nên có nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên mối quan hệ giữa ba người họ vẫn rất tốt. Kỷ niệm 8 năm thành lập TFBoys sẽ được tổ chức vào 14/8 tại Thượng Hải. Ba người đều rất nổi tiếng. Khi ba người hợp lại có thể kiếm rất nhiều tiền. Lý Phi còn muốn lợi dụng fan đế quốc để kiếm lời từ thời đại thiếu niên đoàn. Năm 2019, Em của thời niên thiếu được khởi chiếu tại các rạp lớn. Dịch Dương Thiên Tỷ với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời đã có thêm vô số người hâm mộ và cũng đã giành được các giải thưởng lớn. Anh ấy đã giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Bách Hoa với phim Em của thời niên thiếu. Anh ấy cũng đã giành được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Hồng Kông cho bộ phim này. Nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc lần thứ 30. Đồng thời phim cũng được đề cử giải Oscar cho phim quốc tế hay nhất. Gần đây, các phương tiện truyền thông đã đăng tải một bài báo nói rằng Dịch Dương Thiên Tỷ đã xuất hiện trên tài khoản ISN chính thức của nhà phê bình phim nổi tiếng Rotten Tomatoes nhờ vai Tiểu Bắc trong Em của thời niên thiếu, nghĩa là Em của thời niên thiếu đã xuất hiện trên tài khoản Instagram chính thức của Rotten Tomatoes. Bộ phim Em của thời niên thiếu lọt vào bảng xếp hạng đánh giá phim Rotten Tomatoes, đồng thời được đề cử thành công cho phim hay nhất quốc tế Oscar phim của năm nay. Giờ đây, Rotten Tomatoes đã trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá các tác phẩm trong ngành, được các phương tiện truyền thông như New Yorker và USA Today công nhận, đồng thời cũng là một tham chiếu quan trọng cho việc đánh giá các giải thưởng liên quan đến Oscar. Phải nói rằng xuất phát điểm của Dịch Dương Thiên Tỷ quá cao. Anh ấy đã giành được giải người mới xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tiên của mình, và bây giờ anh ấy được đề cử cho giải Oscar. Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai. Với một chàng trai 20 tuổi, vinh quang này là điều quá đỗi tự hào. Có thể gọi đây là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thiếu niên, đặc sắc Trung Hoa mới, với sức hút có 102 của dàn diễn viên sau 00, là một trong những đại diện của thế hệ thần tượng chất lượng cao mới. Dịch Dương Thiên Tỷ không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, mà tính cách cũng rất mạnh mẽ. Ngoài ra với tính cách khiêm tốn, ngoan ngoãn và cầu tiến, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng được lòng rất nhiều tiền bối trong ngành. tương lai của anh ấy sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Chúng ta đều biết rằng ngành công nghiệp giải trí có thể mang lại danh tiếng và tiền bạc cho các nghệ sĩ, nhưng không phải ai cũng có thể thành công được. Trong cái vòng này, không có nhan sắc, không có kỹ năng diễn xuất, không có sự siêng năng, không có xuất thân thì rất khó có thể tồn tại được. Nếu không tại sao có rất nhiều người anti những nghệ sĩ, nói xấu, tung tin đồn hắc các nghệ sĩ, tại sao họ không trực tiếp đi làm người nổi tiếng? Bạn có biết, có một khoảng cách rất lớn của các nghệ sĩ từ trước khi họ nổi tiếng và sau khi nổi tiếng, một số người thậm chí trông khác biệt hoàn toàn. Tiêu Chiến đã nổi tiếng từ lâu, từ năm 2015, anh đã vượt qua cuộc thi Bùng Cháy Đi Thiếu Niên, chính thức bước vào giới giải trí, nhưng thời gian sau đó, những hoạt động của anh ấy không có gì mấy nổi bật, các tài nguyên cũng rất bình thường, không được suôn sẻ. Mặc dù đã ra mắt biểu diễn cùng nhóm nhạc và tham gia một số bộ phim truyền hình và điện ảnh nhưng danh tiếng của Tiêu Chiến vẫn không mấy nổi bật, nhưng năm 2019, số phận của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Trần Tình Lệnh đã tạo nên sự thành công cho anh ấy và Vương Nhất Bác, giúp nhiều người biết đến họ hơn. Tất nhiên, mọi người khi bước chân vào làng giải trí ai cũng đều đã là trai xinh gái đẹp, thành công của họ phụ thuộc nhiều vào tài năng, sự cố gắng hơn là ngoại hình. Đây chính là sự khác biệt rất lớn. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi xem những bức ảnh của Tiêu Chiến thời đại học trước khi anh chàng nổi tiếng, tin rằng mọi người đều thấy được Tiêu Chiến hồi đại học và bây giờ sau khi ra mắt và thành công, nhìn chung vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn những khuôn nét đấy, nếu có khác thì chỉ là bây giờ anh ấy đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn mà thôi, và cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình hơn. Là một nghệ sĩ, anh ấy có đội ngũ stylist chuyên nghiệp, tất nhiên trong anh ấy sẽ năng động và quyến rũ hơn thời xưa rất nhiều. Sự khác biệt lớn nhất giữa Tiêu Chiến hiện tại và trước đây có lẽ là ánh mắt của anh ấy, bây giờ trong mắt anh ấy có ánh sáng hơn, có lẽ đây là ánh mắt do sự tự tin mang lại. So với trước đây, dáng người của Tiêu Chiến cũng gầy và thanh thoát hơn, thay vì tròn trịa như hồi còn học đại học, và các đường nét cũng cứng cáp hơn, không còn non như ngày xưa. Trên thực tế, nhan sắc của Tiêu Chiến thời sinh viên, mặc dù được xem chỉ là bình thường so với nhiều nghệ sĩ trong ngành, nhưng anh ấy vẫn là một điểm sáng có thể thu hút rất nhiều người trong giới sinh viên. Tiếp theo, hãy nói về một cộng sự khác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Qua những bức ảnh khi anh ấy 13 tuổi có thể thấy rằng có một số khác biệt giữa ngoại hình và khí chất của anh ấy. Vương Nhất Bác vốn dĩ ra đã rất trắng, ít nói và sống nội tâm, là một người rất có khí chất. Từ góc độ khuôn mặt anh ấy hồi còn nhỏ có thể thấy được đây là một gương mặt đẹp trai. Tóm lại, dù Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác thì thực ra sự khác biệt khi trở thành người nổi tiếng và khi còn nhỏ là có, nhưng sau này gặp được đội ngũ quản lý chuyên nghiệp hơn đã giúp cải thiện hình ảnh cá nhân của họ tốt hơn. Cho nên có người nói so với trước đây ngoại hình hai người có chênh lệch quá lớn cũng là chuyện bình thường, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng có một thứ từ nhỏ cho đến khi nổi tiếng cũng không hề thay đổi của họ, cái gọi là khí chất, thì sẽ theo bạn mãi mãi.